Đấy, tiếp tục em còn cái cặp này Sinowa E300 nha mọi người ha. Sinowa E300 con này nó có lam xích, con này chỉ có lam thôi. Một tiền còn đẹp hay E300 ốc lớn luôn, kéo hơi được nghe nha mọi người. Con này hơi nhanh nha. Lam đẹp ha. Lam xịt. Này kiểu cứng rồi mọi người. Này kiểu cứng. Rồi, hai con này để cho mọi người kiểu cứng về một kiểm tra nha. Hai con này để cho một triệu chín nha. 1,9 triệu nha mọi người, không bao ship. Tính ra chắc có 950 ngàn một cây. Nhưng mà tại vì nó có hai con mà nó cùng mẫu á, cùng mã nên là mua cặp về dọn cho nó dễ thay thế, còn mình để nó là phụ tùng cũng được. 1,9 triệu cặp này nha, không bao ship. Mua thì mình chuyển khoản vào số tài khoản phần mô tả giúp cho em nha. Rồi chào mọi người ha.